hot hơn Jibu trong tỷ đạp gió trẻ sống 2023. Phần trình diễn của Jibu trong chương trình tỷ đạp gió trẻ sống mùa 4 nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc và khách mời tham gia chương trình, nhưng cô vẫn lép vế trước Hà Mỹ Ngân. Vào sân chương trình tỷ đạp gió trẻ sống 2023, đạp gió 2023, Jibu diện đầm đỏ vòng xòe, trình diễn ca khúc Đóa Hoa Hồng, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của cô. Nữ ca sĩ vừa hát vừa nhảy, đồng thời tự lên ý tưởng cho sân khấu và nội dung trình diễn. Đặc biệt, việc tung tóc và lột bỏ trang phục trong khi biểu diễn của Jibu được xem là điểm nhấn của tiết mục. Trang Taipei vừa nhận định tiết mục của Jibu là một trong những điểm sáng đáng xem trong tập mở màn chương trình năm nay. Trang Sohu đánh giá đại diện Việt Nam cùng người mẫu kim ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công người Nhật Bản, Mami Yuhahi, người mẫu Mỹ gốc Hoa, Lưu Tĩnh Sang là ba người có phần thiết kế sân khấu hoành tráng, ấn tượng nhất. Ella, thành viên nhóm SH, Eva là bạn diễn của Jibu trong chương trình năm nay, cũng dành nhiều thiện cảm cho Jibu. Cô gọi Jibu là ngôi sao ca nhạc tại Việt Nam và nhận định tại Việt Nam, cứ 10 người thì có 8 đến 9 người là fan của Jibu. Sau tiết mục solo của Jibu, Ella cũng tiết lộ ý định muốn kéo Jibu cùng đội để thử kết hợp. Trên mạng xã hội Weibo, Trung Quốc, khán giả cũng bàn tán về đại diện Việt Nam. Về giọng hát, Jibu không được đánh giá quá cao nhưng việc lên ý tưởng tiết mục, lựa chọn trang phục hay vũ đạo của đại diện Việt Nam được cộng đồng mạng Hoa ngữ khen ngợi. Trên tổng điểm 400, ca khúc Đóa Hoa Hồng của Jibu được chấm 359 điểm, xếp thứ 8 trong số 33 nữ nghệ sĩ. Khán giả dành cho cô năm sao về khả năng ca hát, vũ đạo và trình diễn. Được biết, trong phần trình diễn tiếp theo, Jibu sẽ có phần kết hợp với các đồng nghiệp thể hiện ca khúc Si Tình. Tạo hình của Jibu trong phần biểu diễn này đã được hé lộ và nhận nhiều lời khen. Tỷ đạp gió trẻ sống là chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ ngôi sao, Jibu chung đội với Ella, Trương Giang Nghê, Ngô Thiến. Dù Jibu nhận được nhiều lời khen của khán giả Trung Quốc với màn ra mắt ấn tượng, nhưng nữ ca sĩ Việt Nam chưa thể lọt danh sách tìm kiếm hot nhất trên mạng xã hội Trung Quốc lúc này. Thay vào đó, hai diễn viên cùng đội gồm Trương Giang Nghê và Ngô Thiến mới là hai cái tên hot nhất trong mùa giải năm nay. Hai nghệ sĩ đều vừa trở về trạng thái độc thân sau khi ly hôn chồng. Trương Giang Nghê, sinh năm 1987, được đông đảo khán giả biết đến sau các bộ phim Cung Tỏa Châu Liêm, Diên Hy Công Lược. Cô và ông xã Mãi Siêu xác nhận ly hôn vào cuối năm 2022 sau 8 năm bên nhau và có hai con trai chung. Theo một số nguồn tin, Trương Gia Nghê chủ động chia tay chồng vì phát hiện anh ngoại tình. Mãi Siêu, chồng của Trương Gia Nghê là giám đốc kế hoạch của một công ty tiệc cưới lớn kiêm chủ tịch công ty. Ngoài ra, anh còn được biết đến là một thiếu gia giàu có, điển trai và có xuất phát điểm tốt. Quay lại cuộc sống độc thân, Trương Gia Nghê chủ động tham gia nhiều sự kiện và lên kế hoạch làm việc lâu dài. Tỷ đạp gió trẻ sống mùa 4 là chương trình đầu tiên Mỹ Nhân Diên Hy Công Lược góp mặt sau khi ly hôn. Ngô Thiến cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi tham gia chương trình tỷ đạp gió trẻ sống năm 2023. Tháng 2 năm 2022, nữ diễn viên xinh đẹp xác nhận ly hôn chồng, nam diễn viên Trương Vũ Kiếm. Cặp đôi quyết định chia tay sau một năm công khai kết hôn và đón con gái đầu lòng. Ngô Thiến, sinh năm 1992, gia nhập làng giải trí từ năm 19 tuổi và nhanh chóng trở thành một trong những nữ thần thanh xuân của màn ảnh Trung Quốc. Cô nổi tiếng với các phim như Bên Nhau Trọn Đời, năm 2014, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Trạch Thiên Ký, Thượng Cổ Tình Ca, Thịnh Đường Huyễn Dạ, Lê Hát Đường Phèn. Ngô Thiến được xem là nàng thơ của dòng phim ngôn tình thần tượng vì ngoại hình trong sáng, xinh đẹp, đáng yêu cùng khả năng diễn xuất tốt, có thể đảm nhiệm nhiều dạng vai một cách tự nhiên. Năm 2019, cô cùng Trương Vũ Kiếm gây sốt màn ảnh Hoa ngữ với phim Anh Chỉ Thích Em. Bộ phim đã giúp Ngô Thiến tìm được tình yêu lớn trong cuộc đời. Tuy nhiên, cách Vũ Kiếm dành tình cảm cho Ngô Thiến khiến nhiều khán giả không hài lòng. Khi nữ diễn viên mang thai, sinh nở, Vũ Kiếm vẫn không đồng ý công khai mối quan hệ. Trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi, nữ diễn viên chính ít chưa được mặc váy cưới, tổ chức hôn lễ hay xuất hiện công khai trước công chúng như mọi cặp vợ chồng khác. Do vậy, khi Ngô Thiến công khai ly hôn, cô nhận được sự cảm thông và ủng hộ của fan. Hậu ly hôn, nữ diễn viên giành quyền nuôi con và tuyên bố muốn tập trung cho sự nghiệp, làm mẹ đơn thân. Từ năm 2022, Ngô Thiến trở lại đóng phim và tham dự một vài sự kiện. Tỷ đạp gió trẻ sống mùa thứ 4 cũng là chương trình đánh dấu sự trở lại hoành tráng của nữ thần thanh xuân Ngô Thiến. Hình ảnh mẹ đơn thân mạnh mẽ của Ngô Thiến mang về cho cô lượng fan đông đảo. Ở các tập tiếp theo của tỷ đạp gió trẻ sống 2023, các nhóm sẽ lần lượt trải qua các vòng công diễn, thể hiện khả năng ca hát, trình diễn và làm chủ sân khấu.
Những thành viên thuộc các nhóm nhận được số phiếu bình chọn cao nhất sẽ được thăng cấp, đi tiếp.